Chiều ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bàn giao 32 con heo không có giấy kiểm định cho Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh để tiến hành kiểm dịch, xử lý theo quy định. Vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trinh sát PC49 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Hoàng Thiện Đăng, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển đang vận chuyển 32 con heo có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ông Đăng không xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh theo quy định. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Đăng khai nhận số heo trên do ông Nguyễn Sĩ V, ngụ phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, thuê vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về để giết mổ. Tổ công tác liên hệ với ông Nguyễn Sĩ V để làm việc, nhưng người này cho biết đang ở xa nên không về làm việc kịp. Điều đáng nói, mặc dù số heo này được vận chuyển đi qua hai trạm kiểm dịch của hai tỉnh, nhưng tài xế không dừng lại để kiểm dịch theo đúng quy định.